Nay Invisalign đã về nhá, và tất cả những khách hàng của chúng ta ngày hôm nay, những ai mà đã đặt Invisalign của tháng trước và làm dịch vụ ở đây thì chuẩn bị sắp tới sẽ được nhận hàng nha. Oh my god. Wow. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thử khui hộp Invisalign xem có những cái gì ở phía bên trong nào. Hiện tại thì hàng Invisalign cũng mới về trong ngày hôm nay thôi. Và tất cả những bộ khay của Invisalign này đều đã được chuyển thẳng trực tiếp từ bên Mỹ, sau đó về công ty Invisalign tại Việt Nam, và sau đó mới được chuyển về phòng khám của nha khoa. Vâng, chúng ta có thể thấy. Và đây là bộ Invisalign của Hoàng Ngọc Kỳ Duyên. Và trong bộ này thì sẽ có những cái gì đây, thì chúng ta sẽ cùng mở ra và cùng khám phá xem là trong một cái hộp Invisalign chuyển về cho bên khách hàng thì sẽ bao gồm có những cái gì nhá. Ten ten. Và đây là gì các bạn biết không ạ? Đây chính là cái hộp đựng khay để mang về nhà cho các bạn. Rất xịn sò luôn. Các bạn nhìn thấy này, vỏ này, có cả gắn mác của Invisalign luôn này. Trời ơi, xịn gì đâu. Bên trong thì không biết thế nào nhỉ. Đúng không, các bạn thấy chưa? Xịn sò chưa? Nhìn hộp này có in logo ở phía bên ngoài luôn. Bên trong là có hình cô gái của thương hiệu, cũng như là một chiếc hộp. Đúng là hàng real luôn. À, các bạn có thể mở rồi. Bên trong này sẽ là cái hộp để đựng cái máng khay nhá, để cho chúng ta có thể mang về nha. Chất liệu nó là bằng nhựa cứng, khá là đẹp. Đấy, và bên trong của chiếc hộp kia nữa thì chúng ta sẽ cùng mở ra để xem là phía bên trong có gồm bao nhiêu máng nhá. Và trước mặt mình thì các bạn có thể thấy đây là sau khi đã mở hộp Invisalign ra, thì cái điều đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó là một quyển hướng dẫn về Invisalign bằng tiếng Anh. Và dưới nó sẽ là một cái quyển hướng dẫn bằng tiếng Việt đây ạ. Và tiếp theo nữa thì đó là một cái quyển hướng dẫn dành riêng cho bác sĩ để đặt các cái hạt attachment, để giúp cho cái quá trình điều trị của chúng ta nó có thể dễ dàng đạt được cái tối ưu theo cái liệu quả, cái bảng clean check. Và cuối cùng sẽ là gì ạ? Là những cái khay máng, máng của Invisalign theo mỗi hộp của chúng ta. Đây ạ. Và mỗi một cái máng này chúng ta sẽ đeo trong vòng 2 tuần. Và mỗi một ngày tối thiểu sẽ là 22 giờ một ngày nha các bạn. Để cố gắng làm sao chúng ta đeo kịp đủ cái thời gian, đúng cái cam kết, thì như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ nhanh chóng được, nó sẽ đến hơn với cả tất cả mọi người. Và tất cả các cái máng này đều được thiết kế và cũng như bằng cái nguyên liệu đặc biệt của hãng, và sẽ không thể nào mà làm nhái được. Đó, rất là vô hình luôn, nhưng mà không bao giờ vô tình. Vâng, và có cả in tên của người sử dụng dịch vụ luôn. Rất cẩn thận đúng không ạ? Rất tỉ mỉ luôn. Vâng, và đây là bộ Invisalign của bạn Hoàng Ngọc Kỳ Duyên đã về rồi nha. Sắp tới thì hy vọng là bạn sẽ đến và nhận khay của mình, cũng như là phòng khám nha khoa Hùng Cường. Chúc cho bạn nhanh chóng đạt được kết quả như mong muốn. Ok, có lẽ là mình sẽ xin kết thúc cái video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Hãy ủng hộ like, fanpage và các kênh truyền thông của bên phòng khám nha khoa Hùng Cường để nhận được những thông tin mới nhất nha.